này bán phá lấu rồi anh hả? Mình à, bán bao nhiêu năm rồi anh? 18 năm. 18 năm. Mình bán thì thường trên đường này luôn đó anh Nam, bán vỉa hè. Trên đường này luôn, hồi đó chưa có dễ tỏ được. Còn cái hẻm 88. Hẻm 88 mà. Thường ngày thì mấy giờ là anh dọn ở đây anh? 3 giờ. 3 giờ bán mấy bên đường, 5 giờ bán ở đây. Còn có thứ bảy chủ nhật là 3 giờ dọn đây luôn. Dạ. Ngày thường là bán bển 3 giờ đến 5 giờ. Phá lấu là những cái thứ gì ở trong cái con heo? Tấu bò. À bò, bò. À bò. Nó thì trong lòng bò á. Điều nó nhiều. Có nhiều người hỏi là không biết món phá lấu làm từ nguyên liệu gì. Đó thì trong lòng bò mình chỉ bột nghệ, bột điều vậy đó. Cốt với nước dừa, vị sữa tươi. Mình bán khi nào là nghỉ anh? 3 giờ đến 9 giờ. 9 giờ tối là hết luôn hay là? À, 3 giờ tối. 3 giờ đến 9 giờ tối. Em nghe nói là khá lâu. 6 giờ hết. Em nghe nói là khá lâu ở chỗ này là ngon nhất chỗ khu vực này đó anh. À. Thì ai ăn rau vậy? Chúng mình cũng đâu ấy, đâu đó. Một phần phá lấu là gồm em này là nước sốt hả? Không, này nước chấm. À, nước chấm. À. Chấm. Ở đây là cái đường của Hoàng Quang Quang. Cái đường của Hoàng Quang Quang, một chiều các bạn. Đây là tiệm phá lấu. Đang tìm hẹn. Rất là đông khách tới. Cà phê à. Mình mua hết một cái nồi này là đó cân ký là mua hồi còn sống 70 ngàn. À, nhưng mà ấy là anh khi mà nấu thành một cái nồi này khoảng cái giá trị của nó là khoảng bao nhiêu tiền này? Chắc 6 ký, hiện giờ bán khô thì 300 ngàn ký, khô là 300 ngàn ký. Cái nồi này tới 2 triệu không? Chắc cỡ 1.8 triệu, cỡ 6 ký á, nồi này cỡ 6 ký khô á, cỡ đó 300 ngàn, 6 x 3 x 8. Những cái nguyên liệu này là anh mua ở đâu á? Mua ở chợ Nguyễn Trãi, Cầu Mồi. Là những nguyên liệu này anh phải đi sớm lắm mới mua được đúng không? Cái này ở này hả, lòng á hả, lòng là nó đem giao. À. Cửa xăng quận 8 nó giao. Có một cái là thông màu đen nha. Mình có mối hả? À, mối nay mười mấy năm rồi lấy có mối. Xăng quận 8 nó giao. Anh mình làm sao mình cái cách nấu phá lấu mình nấu sao cho nó ngon anh nè. Anh kể quá trình là từ lúc lấy nguyên liệu về rồi chế biến rồi mà, nấu bằng kỹ rồi sạch rồi bắt đầu mình mới ướp ngọt, muối, đường, rồi bột nghệ, bột điều. Mình nấu xong rồi bắt đầu mình mới vớt ra, chín vớt ra rồi bỏ nước cốt vô. Nấu trước nước dừa, sau bỏ nước cốt sau. Thường thì mấy cái này nó lâu chín thì nấu khoảng bao lâu thì nó mới chín hết chứ? 3 tiếng hồ. 3 tiếng hồ là nó chưa được mềm nha. Rồi ra đây mình để từ 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 từ. 3 tiếng là mình vớt ra là chín rồi đó. Mà điều nó chưa được mềm ra đây mình bỏ 2-3 tiếng nữa nó mới mềm. Mà mấy giờ là mình bắt đầu nấu? 1:30 nấu à. Nấu tới 2 giờ bắt đầu mình vớt ra. Nêm nếm xong mình đem ra đây bán từ từ, từ cho lửa sôi xuống. Rồi mình bán tới mấy giờ mình dọn vậy? Thì theo nhầm khi 7 mấy á, 8 giờ hết. Mà mình bán tới 3 giờ 9 giờ quy định. Anh là tên gì anh? Định. Anh Định à? À. Cái này ví dụ như người ta nói phá lấu anh Định à? À. À, mình đang chờ phá lấu các bạn, chuẩn bị nhân viên mang phá lấu lại để mình dùng. Rồi châm gửi bánh mì tâm linh em.
Một cái là không màu đen em ha. Dạ. Cái nào thôi? Chuột lên là biết chứ đâu. Đây nè. Tiệm phá lấu này nằm bên cạnh nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế quận 3 các bạn, trên đường Bà Hiền Thanh Quang. Chú biết tới quán này lâu chưa? Lâu mà chú mới ăn, lâu lâu chú ăn. Lâu lâu chú mới ăn à? Nhà chú gần đây không? Chưa đây nè, nhà này thì giải tỏa nhà đi. Dạ. Chưa nằm đây chỗ khu này là kinh rạch không à? Cái đường này kinh rạch. Rồi rồi chú có thường xuyên ăn phá lấu không chú? Hả? Chú có thường xuyên ăn phá lấu không? Tuần lễ chú chủ yếu ăn ở đây thôi hay là những có quán khác nữa? Ở đây thôi. Quen rồi. Chú ăn phá lấu chú thấy sao chú? Ngon. Thì lâu lâu ăn thì ngon. Hoài. Chú miêu tả cái những cái nguyên liệu nè, rồi cái nước chấm rồi. Quán này ngon, mấy cái quán này chú ăn được. Quán ăn trong cái hồ bơi. Cái bò ăn trong đây chú thấy sao?